Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cả nhà, em là Thu Nhiên. Thì hôm nay là em sẽ quay giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem một căn nhà được nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa này luôn. Thì con đường này là đường huyện lộ 35. Và vị trí của ngôi nhà mình ở đây là thuộc về ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha cả nhà. Thì Vĩnh Kim thì cả nhà mình cũng biết là chuẩn bị lên thị trấn, đó là thị trấn Vĩnh Kim ha. Và ngôi nhà của mình ở đây mà cách chợ Vĩnh Kim chỉ có 850m thôi. Ở đây sẽ thích hợp để cho mình có thể mở mặt bằng để kinh doanh mua bán nè, mình có thể mở quán ăn nè, quán cà phê, hoặc là mình có thể mở salon tóc nè, hoặc là mình có thể mở tiệm nail là vẫn được luôn nha. Vị trí ở đây rất là thuận tiện luôn. Xung quanh đây thì dân cư rất là đông nè, mà mình đi tới chợ nè hay là trường học, ủy ban của xã Vĩnh Kim thì trung bình chỉ có tầm khoảng 1 cây số đổ lại thôi. Mình đi khoảng từ 3 phút đến 5 phút thôi là sẽ tới tất cả những cái tiện ích xung quanh đây luôn ha. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái hướng đi trước. Nếu như mà cả nhà mình đi theo cái hướng này là mình sẽ đi về cầu Long Hưng nè, mình đi về thành phố Mỹ Tho ha. Đó là một hướng nha. Còn cái hướng ngược lại ở bên đây thì mình đi khoảng 650m là sẽ ra tới đường tỉnh lộ 876. Rẽ phải là mình đi về quốc lộ 1A ngay ngã ba Đông Hòa. Rẽ trái là mình sẽ tới chợ của xã Vĩnh Kim. Đó, xung quanh đây thì dân cư rất là đông luôn ha, sát bên trường mầm non luôn. Thì căn nhà mà hôm nay em muốn quay giới thiệu cho cả nhà mình chính là căn nhà này. Tổng diện tích ngôi nhà của mình là khoảng 166m², trong đó mặt tiền bề ngang là 5m. 5m là cả nhà sẽ được tính từ cái cây trụ cổng ở đây nè. Mình đo ngược qua tới hết cái cây trụ màu nâu này là bề ngang 5m, hậu là 5m. Chiều dài vô thì cái cạnh bên phải này là chiều dài là 34m1, còn chiều dài vô cái cạnh bên chiều dài cái cạnh bên trái này là 34m1, còn chiều dài cạnh bên phải này là khoảng 33m8 nha cả nhà. Và chủ kêu giá căn nhà của mình là 3,2 tỷ, thương lượng trực tiếp với chủ luôn ha. Rồi để em sẽ dẫn cả nhà đi vô trong để xem coi căn nhà của mình như thế nào ha. Thì em thấy nha, cái vị trí ngôi nhà của mình ở đây là mặt tiền thích hợp để kinh doanh mua bán nè. Và riêng về cái phần nền nhà của mình, em thấy chủ đổ lên rất là cao luôn. Cái này thì thật ra là chị chủ là ngày xưa xây là để ở với lại kinh doanh chứ không phải là xây để bán. Nhưng mà bây giờ thì chị muốn dời về Mỹ Tho ở cùng với gia đình, cho nên là chị mới quyết tâm là sẽ bán đi cái căn này. Thì đây em sẽ cho cả nhà xem sơ trước. Đây là cái phần nền nhà của chị nè. Đây là đất bình thường. Đất bình thường của hàng xóm là như thế này ha. Thì chị đổ cao lên, em thấy là cũng tầm khoảng gần 1m luôn á cả nhà. Đó, thấy cái nền rất là cao luôn. Này, nếu mà người ta mà xây nhà để bán thì người ta sẽ không có chăm chút như vậy đâu ha. Cái này là chị xây bán cho nên là nền chị đổ rất là cao luôn. Tất cả những tâm huyết của chị là chị đã đặt hết vào căn nhà này luôn rồi á. Nhưng mà bây giờ thì buộc là phải bán thôi. Này, phía trước thì sẽ có một cái lớp cửa cổng nè. Rồi vô bên trong là sẽ có một cái cửa gỗ bên trong nữa ha. Ở đây thì ngày xưa chị cũng bán quán ăn nè, nhưng mà bây giờ thì chị ngưng rồi. Đây là cái chỗ để mình có thể để bàn ghế nè, để bán quán ăn nè. Ngay chỗ này là có một cái quầy giống như là chỗ để mà mình nấu ăn nè, mình pha nước ngay chỗ vị trí này ha. Xung quanh nhà thì chị xây hết diện tích của căn nhà mình luôn. Đó, đây là mà phía trước là có sẵn mái che tiền chế rồi. Ở đây mà mở quán cà phê cũng rất là tuyệt vời luôn ha. Trên cái trục đường này thì em thấy quán ăn, quán cà phê nè, rồi tiệm pizza đồ á, rất là nhiều luôn á cả nhà. Rồi salon tóc nè, rồi tiệm nail nữa. Đó. Ở phía trước thì em thấy là gạch sẽ được ốp lên tới trên trần luôn. Và nhà của mình là sẽ sử dụng là trần la phong ha. Đó, ốp lên tới trần luôn. Rồi em dẫn cả nhà đi vô trong ha. Ngay chỗ vị trí này là cái quầy để mà mình nấu ăn nè. Đó, mình pha nước này ha. Nhà này còn rất là kiên cố luôn á. Cả nhà mình vô chỉ cần xách vali vô, sắm đồ nội thất là mình có thể ở rồi. Những cái vật dụng nội thất này là chị chủ sẽ đem đi nha. Đó, trang trí căn nhà rất là đẹp luôn. Em phát hiện rồi, toàn bộ trong nhà mình sẽ được ốp gạch lên tới trần hết luôn. Em sẽ cho cả nhà xem nè. Khoảng không gian phòng khách của mình nè. Đó, cả nhà xem, gạch là ốp lên tới trần luôn. Trần thì sử dụng là trần la phong ha. Đó, không gian phòng khách rất là rộng và rất là thoáng luôn.
Cái này là bằng đá luôn nè nhà cả nhà. Rồi, sẽ có một cái cửa sổ nhìn ra bên hông, cho nên đó là cái này nè, khi mà mình mở ra sẽ lấy được gió trời nè, nó gió trời tự nhiên nè, rồi lấy được ánh sáng mặt trời, làm cho căn nhà của mình nó sẽ mát và nó sẽ sáng hơn ha. Rồi, thì nhà sẽ được 3 phòng ngủ. Bây giờ em sẽ quay cái phòng ở dưới đây cho cả nhà mình xem ha. Tại vì phòng thứ 2 phòng đầu thì có người ở rồi, không có tiện quay. Em xin phép là quay một phòng cho cả nhà cùng xem. Tại vì 3 phòng ngủ là sẽ giống như nhau. Cho em quay cái phòng này cả nhà chị. Rồi, em sẽ quay một phòng cho cả nhà cùng xem ha. Ở trong phòng ngủ là em thấy cũng được ốp gạch lên tới trên trần hết luôn nha cả nhà. Đây, cả nhà mình xem nè. Có đóng la phong và có ốp gạch hết luôn. Đó, toàn bộ căn nhà là ốp gạch lên tới trên trần hết luôn. Đó, cửa này được sử dụng là cửa gỗ. Ủa chị ơi, mấy cái cửa này là gỗ gì vậy chị? Gỗ thao lao ha. Toàn bộ những cái cánh cửa trong nhà này của mình được chị chủ sử dụng là gỗ thao lao hết nha. Đây cả nhà xem nè, rất là đẹp luôn á. Đó, nhà mình là sẽ được 3 phòng ngủ nè, 1 phòng, 2 phòng. Đây là phòng thứ 3 ha. Rồi mình đi xuống tới không gian nhà bếp nha. Này, đây là chỗ nhà bếp nấu ăn của mình ha. Khu nhà bếp cũng khá là rộng luôn. Đó, mình có một cái cửa sổ để nhìn ra bên hông nữa nè. Xung quanh nhà mình là đều giáp với nhà hàng xóm hết luôn ha. Đó, đây là khoảng không gian nhà bếp nấu ăn nè. Ở dưới nhà bếp thì cũng được ốp gạch lên tới trên trần luôn. Bồn này là bằng đá luôn nè cả nhà. Đó. Rồi. Nhà vệ sinh đó thì chị chủ sẽ xây riêng biệt ở phía sau luôn. Đây, nhà vệ sinh là nằm riêng biệt ở dưới đây luôn. Và cái phần này á cũng được ốp gạch lên tới trên trần luôn. Đó, cả nhà xem nè, toàn bộ căn nhà là đều được ốp gạch lên tới trần hết luôn. Đó, ở đây thì mình có thể để máy giặt nè, rồi làm sàn nước giặt chủ nè ha. Phía sau á thì cũng có giáp với nhà hàng xóm nữa nè. Đó, rồi nhà vệ sinh ở đây ha. Thì chị chủ xây nhà của mình là hết toàn bộ diện tích luôn ha. Thì tổng diện tích đó là khoảng 166m2. Mặt tiền bề ngang là 5m. Chiều dài vô một cạnh đó là 33m8. Một cạnh là 34m1. Và chị chủ kêu giá là 3,2 tỷ. Thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Nếu mà cả nhà mình quan tâm tới căn nhà này và mình muốn tìm một cái mặt bằng để kinh doanh mua bán mà có thể ở được á, thì mình hãy quan tâm tới căn nhà này bằng cách là liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Tụi em có thể dẫn cả nhà mình đi xem, sau đó là mình sẽ gặp trực tiếp với chị chủ để thương lượng về giá cả luôn. Còn bây giờ em mở định vị cho cả nhà cùng xem nha. Trước tiên á thì ngôi nhà của mình sẽ được nằm ở hướng Tây Bắc nha. Rồi, để em xem thử nha. Từ đây mà cả nhà đi tới chợ giữa Vĩnh Kim nè. Đây, cả nhà xem nè. Cái nút màu xanh xanh là cái vị trí em đang đứng ở nhà mình. Thì đây là trung tâm của xã Vĩnh Kim luôn. Ở đây là sẽ có đầy đủ hết nè. Như là chợ giữa Vĩnh Kim nè, chợ trái cây Vĩnh Kim, bến xe hay là văn phòng công chứng, ngân hàng đó. Rồi có trường học các cấp luôn. Như là trường mầm non nè, mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 là có đầy đủ luôn. Thì trung bình mà cả nhà mình đi từ 3 phút đến 5 phút thôi là sẽ tới tất cả những cái tiện ích luôn ha. Em sẽ cho cả nhà xem thử nha. Từ đây tới chợ Vĩnh Kim nè, chỉ có 900m thôi. Đây cả nhà mình xem nè, chợ Vĩnh Kim chỉ có 900m thôi ha. Còn nếu như mà từ vị trí nhà mình ở đây, cả nhà đi về tới thành phố Mỹ Tho thì trung bình mình đi là 13 cây số nữa nha. Khoảng 23 phút là mình đã về tới thành phố Mỹ Tho rồi ha. 13 cây số nha. Còn từ ở đây mà về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì cả nhà mình đi chỉ có 66 cây số thôi. 1 giờ 21 phút là mình đã về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đó. Rồi thì nếu như mà cả nhà mình quan tâm hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái ha. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em nha.